Chí Đỗ Văn Nghĩa hội viên hội cựu binh xã Vĩnh Thanh đề nghị tất cả gia đình cùng toàn thể quý vị đại biểu, quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu chúng ta đứng dậy đi thực hiện nghi thức của quân kỳ cho đồng chí Đỗ Văn Nghĩa. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Vĩnh Thanh ngày 9 tháng 10 năm 2022, về việc phủ quân kỳ quyết thắng cho hội viên Từ Trần, chủ tịch Cuộc hội cựu chiến binh xã Vĩnh Thanh quyết định. Điều 1, căn cứ điều 6, chương 11, pháp lệnh Hội cựu chiến binh Việt Nam ngày 27 tháng 7 năm 2005, ngày 7 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ thông tư số 262 liên tịch Nguyên Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ về việc phủ quân kỳ quyết thắng cho hội viên qua đời và quân nhân Từ Trần, chủ tịch Cựu chiến binh xã Vĩnh Thanh quyết định phủ quân kỳ quyết thắng cho đồng chí Đỗ Văn Nghĩa sinh năm 1947. Tháng 10 năm 2019, đồng chí gia nhập Hội cựu chiến binh xã Vĩnh Thanh, ấp Thanh Minh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, thuộc chi hội cựu chiến binh ấp Thanh Minh Từ Trần vào lúc 5 giờ 25 phút ngày 10 tháng 10 năm 2022, tức ngày 14 tháng 9. Điều 2, chi hội cựu chiến binh ấp Thanh Minh và gia đình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, chủ tịch cựu chiến binh đã ký Nguyễn Ngọc Tấn đề nghị tổ chức binh chúng ta thực hiện đúng nghi thức. Chúng ta đi thường.